chị. Hôm nay buổi hồ tiếp tục quay lại hoàn cảnh của em Hường, em gái mà có một cái 33 tuổi nhưng mà có một cái gương mặt trẻ thơ và đặc biệt là có một cái nụ cười ma mị mà sau khi clip buổi hồ đăng lên thì mọi người nói rằng là ở trong này có đầy rẫy sự tâm linh. Và để tìm hiểu thật hư về cái câu chuyện đó thì buổi hồ mời cô bác quý anh chị cùng nghe chị Nga là mẹ của bé cũng như là anh Long là ba dượng của bé kể về cái câu chuyện đầy ma mị này nghe cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị, đây là anh Long là ba dượng của em Hương cũng như là của chị Nga, và đây là cái ngôi nhà của anh với lại chị cùng đang nuôi dưỡng bé Hương anh ha. Bé Hương, dạ xin lỗi mọi người, nuôi bé Hương. Hôm nay thì cũng trời mưa và mấy anh em sẽ quay trở lại đây để thăm về hoàn cảnh của bé. Nghe nói là bé đang ăn cơm hả anh Long? Đang ăn cơm bạn. Dạ, thôi bây giờ mình đi xuống dưới luôn ha. Trời cũng mưa mọi người. Ở trong cái clip trước thì mọi người cũng khá là rùng rợn khi mà nghe cái giọng cười của bé Hương. Đây mọi người, một cái biệt thự rất là lớn ha, bị bỏ hoang. Hôm nay trời mưa thì thấy nó cái sự rùng rợn nó càng nhiều hơn. Đây là mọi người. Hàng rào của biệt thự đó hả anh Long? Cái bờ tường của biệt thự hả? Nhà nghỉ mát của biệt thự ha. Dạ. Nè mọi người, nhìn bình thường thì không sao nhưng mà cười thì lo lắm. Em ăn cơm hả? Hả? Cơm gì? À, thịt kho hộp vịt. Mọi người, cô bác quý anh chị để ý nè, đây là bị gào lại hết à. Để cho bé Hường không đi ra. Ra đây đi ngồi đi anh Long. Ăn đi. Ăn à. Ăn được nhiều không anh Long? Ăn được cũng hơn chén à. Dạ. Ngày ăn cơm mấy cử anh Long? Ngày ăn cơm 2 cử. 2 cử ha. Dạ. Ôi vậy cũng mừng quá. Mọi người nói thì bé Hường rất là xinh gái luôn á. Đẹp gái lắm. Rồi con ăn đi. Ăn hết đi. Ủa, nói chị ra đây với mình đi anh Long. Em ơi. Ăn cũng sạch sẽ. Sáng giờ có la nó không, có cười nữa không anh Long? Có. Có hả? Lên cơ lên này tụi giờ. Con ăn đi. Mắt nó khác mình. Dạ. Mắt nó. Sao khác anh? Giờ thử cái chồng mình chồng đen quá không? Ờ. Nó chồng nó màu vàng như cái hoài vậy. Ờ. Ngộ. Hôm nay là bé biết mặc đồ hay sao anh? Tôi có. Đỡ đồ ra là mới mặc vô trở lại. Dạ, mới mặc vô trở lại. Mới mặc vô trở lại. Sợ nó lạnh là mặc vô trở lại cho nó. Đó. Dạ chị Nga đúng không? Ngồi đi chị. Chị có thường đút cho bé ăn không chị Nga? Không, chị không có thời gian đâu mà chị đút hết cháu á. Nhưng mà bé Hường gì biết sạch sẽ, biết vệ sinh được không? Không, đã chị nói là nó không biết cái gì đâu. Dạ. Có một cái câu hỏi em muốn tìm hiểu nè. Mọi người ở trên mạng cũng muốn tìm hiểu luôn. Đó là bé Hường là không biết nói chuyện từ bé đúng không? Từ bé luôn. Là 12 tuổi bé Hường mới biết đi. Vậy thì không biết nói chuyện, bé Hường có nghe được hay không? Mình kêu nó thì không biết nó nghe hay không, nhưng mà kêu gái ơi thì nó dòm lại. Đôi lúc nó dòm liền, đôi lúc là 2-3 tiếng, 3-4 tiếng nó mới dòm. Đó. Nhưng mà không biết nó có hiểu hay không. Nhằm khi coi tivi đó, cái khúc nào thích cười, cái nó ngồi nó cười. Đó. Dạ. Đó. Nhưng mà thường thì em có để ý là mấy những cái người mà không nói chuyện được á, bị coi như bị câm á, bị thì sẽ bị điếc luôn. Thì đó, và... cô bác người ta cũng nói vậy đó. Và thậm chí là cười không có giống như là cười tiếng cười của bé Hường.
Hồi đó đó giờ chị có nghe cái người nào mà cười giống như Hường không? Chị đâu có nghe. Cái giọng cười đó thì xuất phát lâu chưa chị? Thì hồi đó tới giờ từ hồi biết cười vậy. Cười. Biết cười là năm bao nhiêu tuổi? Hả? Thì 11, 12 tuổi nó biết đi đó là cười. Dạ. Cười lớn, cười hét tiếng lớn lên. Ờ. Sáng giờ có cười nữa, anh Long nó mới có cười nữa hả chị? À cười hoài hả? Dạ. Ờ sao con mắt bên đây bé bị xanh đó? Nó nhức chân á. Rồi cái nó động lên sưng mặt á. Cái nó xẹp xuống á. Dạ. Chân nó sâu dụng hết mấy cái. Dạ. Muốn cởi áo ra hay gì chị? À, vợ, muốn cởi áo ra chào Quýnh ạ. À. Mọi người rất là bất ngờ với cái giọng cười của bé Hường. Nên hôm nay em muốn tìm hiểu lại tại sao bé Hường có giọng cười khá là lạ so với mọi người á. À, cô bác người ta nói vậy nè, nói hả, nếu mà nó câm á thì kêu nó có nghe. Nó kêu nó nghe. Nó nghe mình kêu nó. Mà nó không biết nói. 5 giờ sáng là chị đi rồi. Chị là mua phế liệu. Còn anh thì đó không chở chị đi đó. Thấy một bữa cơm của bé Hường mọi người thấy cũng thấy chạnh lòng ha. Đây là với lại trứng với lại cà hả chị? Ăn đây con. Mọi người nhìn thấy nè, để cho mọi người coi cận cảnh cái con mắt của bé Hường. Hường ơi, nó nghe đó chị? Thì nó nghe. Lúc trời trời trời. Chục tiếng đó. Hường ơi. Hường. Nhai đi, nhai nuốt đi. Con nói tiếng nước ngoài không, mẹ đâu có hiểu cái gì. Nói tiếng nước ngoài mẹ không hiểu người giáo á. Nhai ăn đi. Ăn nè. Trời ơi. Ăn đi. Ôi ơi. Con uống đây. Mọi người thấy giờ. Không? Đúng giờ. Dạ. Chạy xuống. Có nghĩa là bé Hường không nói được thôi. Nhưng mà vẫn nghe mình tiếng mình kêu nha mọi người. Dạ. Hường ơi, mấy giờ bé mới vô anh? Nó ăn cơm chút xíu là dẫn vô. Vậy hả? Ăn xong. Ăn cơm xíu là dẫn vô. À. Chứ không có đại trần dạng. Dạ. Dạ không nên. Dạ. Nói trần dạng không nên. Trước khi cái điểm nó tới rồi mình phải gặp. Trước khi điểm nó tới.